Ông Thảnh sinh năm 1953, quê Tiền Giang, là chủ nhân của con đường hoa 10 giờ ở Gò Công, Tiền Giang. Hiện tại, ông Thảnh và vợ trông coi hơn 10 công ruộng. Năm 2016, ông Thảnh nảy ra ý tưởng trồng hoa 10 giờ dọc con đường dẫn qua cánh đồng đến nhà của ông. Theo ông, việc này để tránh cỏ dại mọc làm sạt lở con đường bê tông, ông đã đầu tư làm. Trải qua biết bao mùa mưa nắng, con đường giờ trở nên bắt mắt với những bông hoa 10 giờ rực rỡ. Nó cũng là niềm vui nhỏ của gia đình ông và người dân trong vùng. Ông cho biết người dân khi đi ngang qua con đường hoa 10 giờ này đều phải ngoảnh lại nhìn. Khách xa có lạc lối đến cũng tranh thủ chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm.